Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã liên hệ vào thực tế một cách linh hoạt, hiệu quả, trọng tâm là học Bác mỗi ngày, noi gương Bác trong từng việc làm, mỗi mô hình, gương điển hình trong học tập và làm theo Bác ở huyện Văn Yên đang là những hạt giống tốt, là những hạt nhân tích cực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần quan trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Những năm qua, Đảng bộ xã Lâm Giang, huyện Văn Yên đã cụ thể hóa việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thành những việc làm cụ thể. Trọng tâm là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ chính trị với việc triển khai thực hiện các đề án chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của huyện để từng bước nâng cao đời sống, cải thiện thu nhập cho người dân. Hiện tại, trên địa bàn xã Lâm Giang có 19 mô hình kinh tế tiêu biểu, trong đó có 9 mô hình chế biến gỗ rừng trồng, 5 mô hình kinh tế trồng cây ăn quả và chăn nuôi, 5 mô hình kinh doanh dịch vụ. Các mô hình kinh tế này đã góp phần nâng cao đời sống, cải thiện thu nhập cho người dân. Hết năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của xã Lâm Giang đạt 50 triệu đồng một năm. Đảng bộ xã Lâm Giang xác định việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, cũng như là việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm hàng năm. Khi có chủ đề về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác thì Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ đều tổ chức nghiên cứu, học tập và đặc biệt đề ra các chương trình hành động cụ thể cho Đảng bộ. Việc triển khai học tập như thế nào để có hiệu quả và học ra sao để đáp ứng được với yêu cầu của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã. Khi chủ đề ban hành thì Đảng bộ đều nghiên cứu để áp dụng thực tế vào tình hình của địa phương. Từ những việc làm đó thì chúng tôi đã xác định được có 23 nhiệm vụ phải cần làm ngay và 22 nhiệm vụ trọng tâm, và đi sâu vào các mô hình điển hình tiên tiến. Chú trọng việc làm theo Bác, Đảng bộ xã Đông Cuông đã thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ đã đề ra và đang là địa phương đi đầu trong việc chuyển đổi số của huyện. Năm 2022, xã Đông Cuông xác định đây là năm đột phá về chuyển đổi số của địa phương, và thông qua chuyển đổi số sẽ tạo bước chuyển căn bản, tạo đà thực hiện thắng lợi chủ trương, chương trình, đề án về chuyển đổi số trên địa bàn xã Đông Cuông nói riêng và của huyện Văn Yên nói chung trong cả giai đoạn 2022-2025. Bước đầu, địa phương đã thực hiện nền tảng số, sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái tại tất cả các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thành lập tổ công nghệ cộng đồng với 15 thành viên, ứng dụng công nghệ số thực hiện hội chẩn từ xa giữa trạm y tế xã với trung tâm y tế huyện Văn Yên về điều trị F0. Thực hiện kế hoạch 61 của Ban Thường vụ tỉnh Yên Bái và các ban phản hướng dẫn của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Yên Bái, huyện ủy Văn Yên, thì Đảng ủy xã Đông Cuông tôi đã xây dựng kế hoạch triển khai cái việc hướng dẫn cài đặt cái nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử tới toàn thể các đồng chí đảng viên có sử dụng smartphone tại các chi bộ trực thuộc đảng ủy. Thế và tới nay thì 100% các đồng chí đảng viên đã được cài đặt và được hướng dẫn sử dụng cái nền tảng số đó. Qua cái việc sử dụng cái nền tảng số thì chúng tôi nhận thấy là các đồng chí đảng viên được cập nhật các cái thông tin, các cái văn bản của đảng, của chính quyền địa phương trước khi sinh hoạt chi bộ. Thế và có thời gian nhiều hơn, tiện lợi hơn để nghiên cứu các văn bản trước khi mà diễn ra cái cuộc họp chi bộ. Do đó thì tại các cái cuộc họp chi bộ có nhiều ý kiến tham luận hơn và cái chất lượng cuộc họp chi bộ được nâng cao hơn. Sáng tạo trong việc học và làm theo Bác, năm 2022, huyện Văn Yên đã phát động phong trào lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống, gắn với các phong trào cuộc vận động, nhất là gắn với kế hoạch xây dựng xã, thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Từ phong trào này, mỗi tháng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên và các xã thị trấn đều sắp xếp thời gian để đến dự các cuộc họp của xã, thôn, chi đoàn, chi hội, lao động cùng nhân dân, qua đó nắm bắt và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Cùng với đó, gặp gỡ các hộ gia đình, hộ nghèo, cận nghèo, chính sách, có công với cách mạng, cán bộ hưu trí, các cụ cao niên có uy tín trong cộng đồng dân cư, nhằm tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vận động nhân dân tham gia các phong trào tại địa phương. Trong quý 1/2022, huyện Văn Yên đã thực hiện được 41 buổi lắng nghe dân nói tại 52 thôn, tổ dân phố, với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở. Tham gia cái công tác vệ sinh môi trường, tôi thấy là có ý nghĩa, và để cho làng xóm sạch đẹp, xanh sạch đẹp, thì chúng tôi rất nhiệt tình để tham gia
động viên cùng bà con cháu để tham gia hưởng ứng để cho môi trường ngày càng xanh đẹp. Sau năm tới là chúng tôi có hướng là coi nhà nào coi như là ở ven đường là có đất ven đường thì nhà đó sẽ trồng hoa và vệ sinh hàng tuần để cho nó sạch đẹp. Đặc biệt trong năm 2021, với nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, vị trí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, huyện Văn Yên đã thực hiện đăng ký xây dựng mô hình điển hình tiên tiến ở cả 3 cấp, đó là cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở. Trong đó 100% chi đảng bộ cơ sở có ít nhất từ 2 mô hình đăng ký xây dựng, cấp huyện có 634 mô hình tập thể, 550 gương cá nhân đăng ký xây dựng. Huyện Văn Yên cũng đã lựa chọn 46 mô hình tập thể, 11 gương cá nhân điển hình đăng ký xây dựng cấp tỉnh giai đoạn 2021-2023. Việc xây dựng các mô hình gương điển hình tiên tiến trong học tập làm theo Bác, nhất là chuyên đề năm 2021 vì học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, vì ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, đã, đang và sẽ góp phần ngăn chặn đẩy lùi tiêu cực, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tôi học tập và phong cách đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh thì tôi cảm thấy rất là phong phú. Như thế là giải thích cho dân hiện nay là phát triển về chuẩn bị là xây dựng nông thôn mới của xã Mỏ Vàng. Thì điều này cũng là làm theo phong cách tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là nói chung là cảm thấy rất là tuyệt vời. Đảng bộ huyện Văn Yên đã học Bác mỗi ngày, noi gương Bác trong mỗi việc làm để tạo đà và thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đồng thời thể hiện được trách nhiệm, tình cảm đối với Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, góp phần quan trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh.